Vô đây. Mình là chính quyền mà mình đi đâu vậy? Dẹp cái điện thoại. Con muốn chữa bệnh cho con dân con không? Có thì con ngồi đây nghe cha nói. Cha biểu tắt máy hồi nãy rồi, con nghe rõ không? Mình là chính quyền chứ phải mình là tám quyền. Cha khó dữ lắm à, chứ không phải cha dễ à. Tửng à. Giờ làm việc là làm việc, nghe điện thoại là nghe điện thoại. Lần này thôi nha, giỡn mặt được với cha. Cái này đưa lên mạng cho cha nha. Dẹp tụi bay. Tao ngồi nãy giờ tao chờ mày vô đó. Muốn giống cha cẩn nữa rồi à. Chúa xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm. Khi nào xin Chúa giúp đỡ cho mọi sinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận người anh em của chúng con là Đỗ Văn Dương đã bị ung thư phổi. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho người anh em này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa ở cùng anh chị em. Dạ, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Với danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con ngồi xuống nha. Chúng con là người Công giáo hết đúng không? Tại sao người ta cho con làm gì? Con người Công giáo là cho nhà nước cho con làm gì? Con làm việc lâu chưa? 20 năm rồi. Là con là có vô đảng chưa? Bây giờ cha hỏi con là Dương. Con là Dương phải không? Làm sao con biết cha đang chữa bệnh? Con biết cha chữa thì con nên mấy lúc con vào những cái trang của cha. Con biết cha chữa bệnh. Con vào cái trang của cha lâu chưa? Con vào trang của cha gần năm nay rồi. Gần một năm nay sao tới giờ con mới đi? Đợt trước con có hỏi cha rồi nhưng đợt đấy cha bảo người Công giáo cha chưa chữa. Vâng, thế là con mới đi bệnh viện, con khóa trị mất một đợt thì con bỏ. Con điện với cha được tên là tháng 5. Thế là con bỏ đến bây giờ, con mới lại với cha. Cha bảo cho giờ không phân biệt tôn giáo nữa, thế con lại điện với cha. Rồi hiện giờ nó đã hành con như thế nào? Bây giờ thì con thấy nó chân tay con đau, đi lại khó khăn. Và chứ còn chỗ ngực con thì nó chỉ đau bên phổi của bác sĩ ấy thì bảo bên trái, nhưng mà nó chỉ đau bên phải thôi. Ung thư bên trái mà đau bên phải? Vâng. Bệnh viện nào đã xét nghiệm con? Dạ, bệnh viện Ca Tân Triều chứ. Từ nhà con đến bệnh viện Ca nó sao? Từ nhà con lên hơn 100 cây. Theo con đi bệnh viện gần chút. Con tin là Tân Triều là tốt đúng không? Vâng, nhưng con thấy là thường thường là ung với ung. Tân Triều mấy? K3 đi chứ. Tân Triều K3. Mà bây giờ nó lại đau bên phải, và ung thư bên trái. Vâng. Rồi sau đó là có uống thuốc gì? Con uống thuốc lá. Con có uống thời gian thuốc lá. Uống thuốc nam ạ. Vâng, uống thuốc nam. Phải không? Dạ, vâng. Còn thuốc Tây nghỉ uống rồi. Vâng, thuốc Tây con điều trị cũng không... không có phát đồ cho uống thuốc Tây, phải có hóa trị với xạ trị thì con bỏ. Một đợt con bỏ. Cha hỏi tiếp coi, tại sao con không đi chữa ở bệnh viện Tây Y cho rồi mà vô đây? Dạ, con thường thường như là những cái bệnh này con thấy thường thường là Tây Y để bó tay chẳng. Bó tay có nghĩa là không chữa được, không chữa đúng được. Không? Vâng. Thì con rồi sẽ... tại sao con không đi uống thuốc nam chỗ khác mà con vô đây? Dạ, con tin tưởng vào chỗ của cha này từ lâu rồi, nhưng mà đợt cái cha cha cũng chưa chữa nên là con đợi đến khi này cha chữa con lại xin vào. Thì con chưa rất tin tưởng chỗ cha rồi con. Thế bây giờ chỗ khác cũng là chữa bằng thuốc lá vậy? Yeah. Con có biết một chỗ nào nữa, chỗ nào chữa thuốc nam mà bằng lá cây không? Con không. Vì trước đây con uống thuốc nam bằng lá cây là chỗ nào? Chỗ đấy là có người quen chỉ con ở Đắk Lắk. Đắk Lắk, từ Hà Nội con vô Đắk Lắk? Họ gửi về cho con. Mà uống được bao lâu? Con uống được 2 tháng. Uống mỗi ngày 2 tháng. Vâng. Uống thấy có tiến triển không? Con uống thời gian đầu thì nó thấy nó hơi đau đói, nhưng dần dần nó không còn cua. Toàn thấy nó cứ như vậy.
Con có biết cha chữa bệnh cái công nghệ này bằng cháo nano không? Con có. Bởi vì con theo dõi trang của cha. Thế thì con đã từng ăn cháo nano bao giờ chưa? Con chưa được ăn bao giờ. Tại sao con không thực hiện theo cái chương trình của cha trên mạng mà đi vô đây? Con biết làm. Ở nhà con làm nghề gì? Con làm ruộng nha. Vợ con? Vợ con khỏe. Ừ. Kinh tế con đủ sống không? Kinh tế con cũng nếu con không bệnh tật cũng không đủ cả. Con được mấy đứa con? Con được hai. Bây giờ nó bự hết chưa? Lớn nhà con năm nay với 12 tuổi nhá. Bé nó 7 tuổi. Ừ. Cái ông văn phòng đâu rồi? Kêu ổng vô kìa. Ông này ông đi đâu rồi? Nghe điện thoại bỏ, giờ này giờ nhận bệnh. Vô ngồi đây nghe cho dạy dỗ ba điều của ông chị. Vô đây. Mình là chính quyền mà mình đi đâu vậy? Dẹp cái điện thoại. Con muốn chữa bệnh cho con dân con không? Có. Có thì con ngồi đây nghe cha nói. Cha biểu tắt máy hồi nãy rồi, con nghe rõ không? Mình là chính quyền chứ không phải mình là tám quyền. Cha khó dữ lắm à, chứ không phải cha dễ à. Tửng à. Giờ làm việc là làm việc. Nghe điện thoại là nghe điện thoại. Lần này thôi nha. Giỡn mặt được với cha. Cái này đưa lên mạng cho cha nha. Dẹp tụi bay. Tao ngồi nãy giờ tao chờ mày vô đó. Muốn giống cha cẩn nữa rồi à. Dạy đạo đức cho mà không nghe. Sống như thế nào giờ đây mới bệnh tật vậy nè. Đạo Công giáo cái giống gì cũng ăn hết. Xưng hùng xưng bá tôi đạo Chúa. Giờ đây bệnh ai cứu mày đây? Tức cho mình luôn nè. Giờ cha làm việc tất cả phải im lặng nghe rõ chưa? Cha đang nói với con đó. Văn phòng cái gì kỳ cục vậy? Không coi ai ra gì hết. Còn xưng là tôi đạo Công giáo nữa. Tức cái mình à. Đưa cái clip này lên. Dạy cho mấy thằng thập đỏ khác biết. Đến cha tường phải lễ nghĩa. Phải đàng hoàng. Phải nghe lời ổng. Chữa bệnh cho con dân của mình. Nó hết bệnh nó về nó làm việc nó cung phụng nó đóng tiền cho đất nước. Có đâu mà tới đây không coi ai ra gì hết. Cha không giống như các cha khác. Cha cũng không giống như các thầy thuốc khác. Cha là một con người dạy đạo đức, phải sống đạo đức thánh thiện. Đâu có cái chuyện mà khơi khơi được. Lần này thôi nha. Cha thông cảm cho lần này là lần cuối cùng nha. Đưa lên mạng để cảnh giác tất cả những ông chính quyền khác trước khi về đây. Cái clip này là treo trên mạng cho cha. Treo suốt một năm trời. Để bất kỳ ông chính quyền nào về đây là phải ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Tắt điện thoại nghe cha dạy dỗ. Có đâu mà muốn làm gì làm. Ý mình làm chính quyền rồi muốn làm gì làm. Cha dặn rồi đó nghe, ai lên cái mạng này phải lên đàng hoàng cho cha. Cho con được hỏi cha là, và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Rồi, yeah. Ok ha. Dạ. Yeah. Rồi, để cha trả lời. Yeah. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này. Thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi
Và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái ấp vùng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây, nói đây là con chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi, với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội, đầu ngành của đất nước Việt Nam và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy, thì có văn bản đàng hoàng như vậy, thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương, chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau, thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí nha, và ca đó sẽ được nuôi và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về hay là tự đi về là không được, vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không, đem lại chứng cái bọc liền phải không, vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi, nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì lại cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư, cô chứng cái cục vô rồi đi qua xuống đây ai chữa cho nổi, con chữa không có nổi nha. Không phải nói như vậy thì bây giờ mình chữa không nổi, bây giờ nếu mà 1000 ca ung thư mà 1000 thập đỏ chắc gì vẫn chữa được như thế, mà 1000 ca ung thư mà không có 1000 thập đỏ chắc gì không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy, nhưng mà con hỏi lại là 1000 người đó đều có 1000 cái nón bảo hiểm và 1000 cái bằng lái xe, cho nên họ chạy đâu vào đó, đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết không? Cuối cùng nó chạy ngổn ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1000 ca ung thư nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó, mà cũng 1000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết, mất trật tự an ninh. Chú Năm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cha trả lời câu nói cho người Việt Nam nha. Bây giờ vậy tóm lại đối với những người ở Việt Nam, ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữa thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chưa? Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật một tuần cho nhận có một ngày, một vào lúc 7 giờ sáng đó là cho dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô một ca, 4 giờ sáng vô một ca, 2 giờ trưa vô một ca. Trời ơi, làm riết rồi cho đi toilet không bao giờ đi nữa. Phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến. Và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết, theo thứ tự giấy tờ hồ sơ đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra, con đưa lên tin nóng từ dân để người ta hiểu, khỏi điện cho con mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay, nghe không nổi, chơi chế độ máy bay, chế độ máy bay nãy còn tin nên là tàu lặn, quất luôn tàu lặn là tắt nguồn rồi, khỏi kêu luôn. Mà hãy cha tắt điện thoại của cha rồi người thân cha nó chửi cha, điện được chửi, mà cha mở lên rồi cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, Chúa ơi tối ngày ai nghe cha nổi. Nè, vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nóng từ dân gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày chủ nhật cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ sáu nè. Và tại vì con đòi cha chữa ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đó. Mà bây giờ cha bận quá trời, cha bây giờ thứ sáu, chú đúng ngày chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ ba. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ hai đâu, mà hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ tư nữa, phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ sáu, chứ đúng ra chủ nhật lên con. Bởi vì cha còn phải đủ thứ công chuyện, phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Chủ nhật 7 giờ sáng thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó cũng không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận, để họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi, chứ con không ai ăn tiền đó luôn. Không ai ăn được tiền đó. Rồi
đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar hay là Malaysia, Singapore chẳng hạn, hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ, tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ. Vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chính quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây thì tự động người đó được chữa trị. Không có phải là thập đỏ dắt về, mình ở nước ngoài 50 năm là thập đỏ biết mình đâu dắt.